sức khỏe và lời mời trân trọng của gia đình để được kính mời toàn thể quý vị tham dự chương trình Lễ Đính Hôn ngày hôm nay. Xin được kính chúc quý vị năm mới đa tài, đa lộc, đa phú quý, đắc phúc, đắc thọ, đắc vinh hoa. Xin chúc cho chương trình Lễ Đính Hôn của Thúy Hoa An Sơn diễn ra thành công tốt đẹp. Kính thưa các bà con liền, kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể quý vị khách quý tới từ anh em cha bác ở hàng nội ngoại của hai bên gia đình. Thưa quý vị thân mến, có thể nói rằng niềm vui và niềm hạnh phúc lớn nhất đối với những người cha, những người mẹ đó chính là được thấy các con yêu thương lớn khôn trưởng thành, được xây dựng hạnh phúc trăm năm cho các con yêu quý. Và ngày hôm nay có lẽ rằng một ngày thật đặc biệt và ý nghĩa trong không khí của những ngày xuân mới. Tất cả quý vị chúng ta đã và đang có mặt tại tư gia của gia đình nhà gái để cùng nhau tham dự và chúc mừng cho chương trình buổi lễ ăn hỏi cũng như buổi lễ đính hôn của hai em Thúy Hoa và An Sơn tại tư gia của gia đình. Và ngày hôm nay thì quý đoàn nhà trai cũng đã có mặt tại gia đình nhà gái với lễ vật trầu cau, với hoa thơm và trái ngọt. Gia đình nhà trai đã chuẩn bị rất trang trọng và chu đáo để trở về với tư gia của gia đình nhà gái. Tất cả quý vị khách quý tới từ gia đình nhà trai cũng đều lựa chọn cho mình những trang phục đẹp nhất và lộng lẫy nhất. Đó có thể nói rằng đó là tấm lòng chân quý, là sự trọng thị của gia đình nhà trai đối với chương trình lễ ăn hỏi tại tư gia của gia đình nhà gái. Và ngày hôm nay
có lẽ rằng cũng là một ngày vô cùng quan trọng để gia đình nhà trai xin được trao các phần lễ vật tới gia đình nhà gái để được báo cáo với các cụ và gia tiên, cũng như gia đình nhà trai xin phép được kết tình thông gia với gia đình họ nhà gái kể từ ngày hôm nay, để hai bên gia đình được chính thức lo chuyện trăm năm hạnh phúc cho Thúy Hoa và An Sơn. Giây phút này, chúng tôi xin được trân trọng kính mời các bậc cao niên, các quý ông, quý bà, cùng toàn thể quý vị khách quý, chúng ta cùng dùng trà thưởng bánh để chia vui với niềm vui và niềm hạnh phúc của gia đình chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị thân mến, một năm khởi đầu từ mùa xuân và cuộc đời của mỗi con người khởi đầu bằng tình yêu, tuổi trẻ, hạnh phúc lứa đôi. Thu qua, đông tới, xuân lại về, theo hành trình bất biến của tạo hóa, trai khôn phải dựng vợ, gái lớn phải gả chồng. Và như chúng ta đã biết thì Thúy Hoa và An Sơn đã có một tình bạn đẹp, một tình yêu trong sáng, và thời gian qua đi là thước đo để minh chứng cho tình yêu, tình cảm chân thành của hai bạn trẻ. Để cho tới ngày hôm nay thì hai bên gia đình của chúng ta chính thức gặp gỡ để chúng ta cùng bính chuyện trăm năm cho Thúy Hoa và An Sơn. Và về tham dự với chương trình Lễ Đính Hôn ngày hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý ông, các quý bà, cô, dì, chú, bác, đại diện của bốn họ, hai gia đình. Sự hiện diện của quý vị là những người đồng nghiệp đến từ cơ quan công tác của hai bên bố mẹ, của hai bạn trẻ Thúy Hoa và An Sơn, bạn hữu xa gần, bà con, cũng như tất cả quý vị khách quý đã có mặt đông đủ tại trung tâm hội trường ngày hôm nay. Và xin mời tạo một tràng pháo tay thật lớn quý vị để nồng nhiệt chào đón sự hiện diện đông đủ ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, có lẽ rằng ngày hôm nay và cũng để mở đầu cho câu chuyện trăm năm của hai bên gia đình, chúng tôi xin được nhường lời cho vị đại biểu đại diện cho quý đoàn nhà trai. Ngày hôm nay lời đầu tiên thì ông sẽ có lời chào và lời giới thiệu về thành phần đại biểu đại diện của gia đình nhà trai, cũng như có ý kiến về các phần lễ vật đã chuẩn bị để trở về với tư gia của gia đình nhà gái. Và chúng tôi mong muốn rằng tất cả quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt để chào đón ông trở về với sân khấu ạ.